Tin mừng theo Thánh Mát-thêu. Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và đi theo người. Đáp trả tiếng Chúa gọi. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận viết trong sách Đường Hy Vọng rằng: "Hãy theo tôi, các tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa. Con có dứt khoát theo Chúa không? Chúa gọi con mấy lần rồi?" Thánh Mát-thêu đã không chần chừ, do dự khi được Đức Giê-xu mời gọi: "Hãy theo tôi." Thánh nhân đã từ bỏ nghề thu thuế mà người ta vẫn thường hay nói là nghề ho ra bạc, khạc ra tiền để đi theo Chúa. Mỗi sự chọn lựa bao giờ cũng hàm chứa những tiếc nuối vì phải từ bỏ một điều gì đó. Vì thế, để chọn lựa, người ta phải có một thái độ dứt khoát. Trong cuộc sống, nhiều lần Chúa đã gọi chúng ta đi theo đường lối Chúa dạy bảo. Nhưng lắm khi chúng ta đã lỡ hẹn với người, chúng ta đã không có thái độ dứt khoát để từ bỏ những cám dỗ thế gian mà đi theo Chúa. Noi gương Thánh Mát-thêu, chúng ta cần biết đứng dậy, trút bỏ những ham mê trần thế để mau mắn đi theo Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin thêm sức mạnh cho chúng con. Amen.